Khi đạt đến một vị thế nhất định trong làng giải trí, các mỹ nhân hoa ngữ sẽ có xu hướng nâng đỡ những nữ diễn viên trẻ và coi họ như người kế nhiệm của mình. Ví dụ như Dương Mịch có Địch Lệ Nhiệt Ba, Đường Yên có Trần Ngọc Kỳ hay Lý Băng Băng có Châu Dã chẳng hạn. Sau khi được các bậc tiền bối đình đám nâng đỡ nhiệt tình như vậy thì liệu những diễn viên trẻ này có thăng tiến được hay không? Hãy cùng Cbiz Phim đi tìm câu trả lời trong video này nhé! Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 tại Tân Cương, cô lớn lên trong một gia đình nghệ thuật, từ nhỏ đã được học vũ đạo, học đàn piano và cả kỹ năng diễn xuất. Sở hữu giá trị nhan sắc cực cao cùng với đường nét tinh tế, người đẹp Tân Cương được đông đảo khán giả chú ý và trở thành một trong những tiểu hoa thế hệ 90 vô cùng nổi tiếng. Kể từ khi mới bắt đầu bước chân vào làng giải trí, Địch Lệ Nhiệt Ba đã ký hợp đồng với công ty của Dương Mịch và được đàn chị hết mực lăng xê. Không chỉ để Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai phụ cho mình, Dương Mịch còn để cô xuất hiện trong các bộ phim do các tiểu hoa như Đường Yên, Lưu Thi Thi hay Cảnh Điềm đóng chính để nâng cao tên tuổi. Phương thức lăng xê của Dương Mịch đã thành công khi Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên nổi tiếng với vai Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Hiện nàng mỹ nữ Tân Cương là sao nữ thế hệ 90 hot nhất nhì showbiz hoa ngữ và không hề kém cạnh Dương Mịch. Sau khi thành danh, sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba phát triển thuận buồm xuôi gió nhưng trong 2 năm trở lại đây thì bắt đầu chững lại. Đặc biệt trong năm 2023, danh tiếng hạn chế của phim Công Tố và An Lạc Chuyện đã ảnh hưởng không ít đến nàng mỹ nữ Tân Cương này, diễn xuất của cô trong 2 phim này cũng không được đánh giá quá cao. Có lẽ Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn cần phải cố gắng thay đổi nhiều hơn nữa về khả năng diễn xuất trong tương lai. Tuy nhiên, ở phương diện nhan sắc và danh tiếng thì cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là một trong những diễn viên nữ đứng đầu của Cbiz. Đường Yên, Trần Ngọc Kỳ. Trần Ngọc Kỳ sinh năm 1992 và từng là sinh viên khoa diễn xuất chuyên nghiệp tại Học viện Cẩm Thành. Năm 2015 khi tham gia Đại thoại Tây Du 3, cô đã có cơ hội làm quen với Đường Yên và quyết định ký hợp đồng về đầu quân cho studio của đàn chị. Không những xinh đẹp, diễn xuất giỏi, cô còn được mệnh danh là Tiểu Đường Yên vì có thần thái, phong cách giống hệt đàn chị của mình. Đường Yên cũng có một phương thức đào tạo người mới khá giống Dương Mịch. Khi không chỉ để Trần Ngọc Kỳ đóng phụ trong phim của mình mà còn đưa cô tham gia những phim nổi tiếng khác như Hương Mật Tựa Khói Xương, Vẫn Cứ Thích Em. Khi Trần Ngọc Kỳ đã có danh tiếng nhất định, cô lần lượt đóng chính trong nhiều bộ phim như Tân Ỷ Thiên Đồ Long Lý, Lưỡng Thế Hoan, Nguyệt Thượng Trọng Hỏa và mới đây nhất chính là Kính Song Thành. Có thể thấy Đường Yên lăng xê hết mực cho Trần Ngọc Kỳ, chỉ là Trần Ngọc Kỳ lại không may mắn như Địch Lệ Nhiệt Ba, sớm có thể trở thành sao hạng A được. Thêm vào đó, khả năng diễn xuất của Trần Ngọc Kỳ trong giai đoạn sau cũng bị đánh giá là dậm chân tại chỗ, thậm chí là có phần thụt lùi so với lúc mới ra mắt. Gần đây, Trần Ngọc Kỳ cũng đã kết thúc hợp đồng với Đường Yên và tự thành lập studio riêng, hy vọng với bước đi này con đường sự nghiệp của Trần Ngọc Kỳ sẽ có nhiều khởi sắc hơn. Lưu Thi Thi, Hồ Băng Khanh. Sau khi nổi tiếng đình đám với phim Bộ Bộ Kinh Tâm, Lưu Thi Thi chính thức trở thành nhất tỷ của công ty Đường Nhân và là ngôi sao được công ty nâng đỡ hết mực. Cũng trong khoảng thời gian vẫn còn là nhất tỷ của Đường Nhân, Lưu Thi Thi đã ra sức bồi dưỡng người đẹp kế nhiệm mình, người được lựa chọn chính là Hồ Băng Khanh. Hồ Băng Khanh sinh năm 1992, cô tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Truyền hình Thượng Hải. Năm 2012, Hồ Băng Khanh gia nhập công ty giải trí Đường Nhân, chính thức gia nhập vào làng giải trí. Hồ Băng Khanh sở hữu vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết, có phần na ná với đàn chị của mình là Lưu Thi Thi. Cô nàng có vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào cùng với khả năng diễn xuất khá tiềm năng, cũng vì thế Hồ Băng Khanh từng được kỳ vọng rằng sẽ trở thành Lưu Thi Thi thứ hai. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, nữ diễn viên gây chú ý nhờ vai nữ chính trong dự án phim như Tần Thời Minh Nguyệt, Nữ Y Minh Phi Truyện, Thiếu Nữ Toàn Phong, Độc Cô Hoàng Hậu. Tuy nhiên, dù diễn vai chính trong rất nhiều bộ phim, nhưng đa phần các vai nữ chính của Hồ Băng Khanh đều bị lu mờ bởi hào quang của nữ phụ. Nhiều năm trôi qua, dù Hồ Băng Khanh nắm giữ nhiều tài nguyên trong tay nhưng mãi không thể nổi tiếng. Thêm vào đó, scandal tình ái của cô với Trương Minh Ân cũng khiến danh tiếng của cô bị tổn hại khá nhiều. Châu Tấn, Trương Tịnh Nghi. Thời điểm mới dấn thân vào showbiz, Trương Tịnh Nghi thường được netizen gọi là gà cưng của Châu Tấn và Trần Khôn. Tài năng của Trương Tịnh Nghi được Trần Khôn phát hiện ra khi đang là sinh viên tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Kể từ sau khi thành lập công ty Đông Thân Vị Lai, Châu Tấn và Trần Khôn đã tập trung nâng đỡ cho Trương Tịnh Nghi. Những tài nguyên cô nhận được đều khiến cho nhiều tiểu hoa cùng lứa phải ghen tị. Ngay từ tác phẩm đầu tay, Trương Tịnh Nghi đã được đảm nhận vai nữ chính trong Bầu Trời Thiếu Niên Phong Khuyển và sau đó là dự án điện ảnh Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau. Cuối năm 2022, nhờ sức nóng của bộ phim Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi từ một diễn viên ít tiếng tăm đã nhận được sự quan tâm từ công chúng hơn bao giờ hết. Các chủ đề liên quan tới cô mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội đều thu hút lượng tương tác khá cao.
Hiện tại Trương Tịnh Nghi đang có nhiều dự án ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh, đóng cặp cùng những nam thần nổi tiếng của showbiz, đang chờ phát sóng như Tích Hoa Chỉ đóng chính cùng Hồ Nhất Thiên, Hoàn Vũ đóng chính cùng Chu Dực Nhiên, Tạng Hải Chuyện đóng chính cùng Tiêu Chiến và phim điện ảnh Em Người Mà Tôi Đã Đánh Mất đóng chính cùng với Đàn Kiện Thứ. Có thể thấy, nhờ sự hậu thuẫn hết mình của Châu Tấn và Trần Khôn, Trương Tịnh Nghi có thể phát triển đồng đều ở cả hai mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Lý Băng Băng, Châu Dã. Châu Dã gây ấn tượng với khán giả lần đầu tiên bằng vai phản diện Ngụy Lai, cô nàng ác ghét đáng ghét trong phim điện ảnh Em Của Thời Niên Thiếu. Sau đó, Châu Dã lại tiếp tục lấy được cảm tình của khán giả rất nhanh với vai cố tương đáng yêu trong Sơn Hà Lệnh. Chỉ với hai vai phụ đó, Châu Dã đã kịp ghi dấu ấn với khán giả mà không bị đóng khung vai diễn. Sự nghiệp diễn xuất của Châu Dã từ khi ra mắt đến nay đều rất thuận lợi. Là công chúa nhỏ của công ty Hòa Tụ, cũng là học trò của đại hoa đán Lý Băng Băng, Châu Dã nghiễm nhiên nhận được những tài nguyên tốt nhất từ Hòa Tụ. Ngoài diễn xuất, Châu Dã thu hút bởi gương mặt xinh đẹp, cá tính, tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng có khí chất khá hợp mảng thời trang. Châu Dã cũng đã hai lần nhận được đề cử giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Ưng cho các vai diễn trong phim Em Của Thời Niên Thiếu và phim 1921. Ngoài ra, cô còn được đề cử giải thưởng Bách Hoa và giải thưởng điện ảnh châu Á lần thứ 14. Tuy nhiên, đến nay Châu Dã chưa có tác phẩm đóng chính thật sự gây được tiếng vang. Sau quãng thời gian chăm chỉ rèn giũa kỹ năng diễn xuất, Châu Dã đã có thêm nhiều tiến bộ, điều này có thể thấy được trong Hộ Tâm, Vi Hữu Ám Hương Lai và Rất Nhớ Em. Năm 2023 vừa qua có thể coi là một năm phát triển tốt của Châu Dã, cô vẫn đang trên đà thăng tiến và nhiều khả năng sẽ còn vươn xa hơn nữa. Trương Tử Di, Trương Tuyết Nghênh. Trương Tuyết Nghênh sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, cô sớm bước chân vào làng giải trí từ 5 lên 6 tuổi. Năm 2009, nữ diễn viên gây chú ý với vai diễn công chúa quán đảo thuở nhỏ trong Mỹ Nhân Tâm Kế. Cũng như nhiều sao nhí khác, Trương Tuyết Nghênh phải chật vật một thời gian để tìm cách thay đổi, thoát khỏi hình tượng ngây thơ trong sáng một thời. Mãi đến năm 2017, Trương Tuyết Nghênh mới tạo được dấu ấn qua vai diễn Hạ Doãn Mạt trong Bong Bóng Mùa Hè. Cũng trong năm 2017, Trương Tuyết Nghênh tham gia chương trình Sự Ra Đời của diễn viên và có cơ hội hợp tác với Trương Tử Di và được nàng đại hoa đán tiếp tục nâng đỡ sau chương trình. Nhờ có sự hỗ trợ phần nào của Trương Tử Di mà sự nghiệp của Trương Tuyết Nghênh rộng mở hơn hẳn. Nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm và cũng được dự đoán sẽ vươn lên đứng top của lứa tiểu hoa 95 thời điểm đó. Từng là gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng nhưng giờ đây, cô lại bị tụt hậu so với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa. Thậm chí, Trương Tuyết Nghênh còn dính nghi vấn làm tiểu tam chen chân vào cặp đôi Dương Tử, Tần Tuấn Kiệt. Mặc dù đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận, nhưng cũng từ đây sự nghiệp của Trương Tuyết Nghênh cũng nhanh chóng tụt dốc. Từ Tịnh Lôi, Lý Canh Hy. Trong số các đại hoa đán, Từ Tịnh Lôi là người kín tiếng nhất nhưng tài hoa của cô cũng là không thể phủ nhận. Không những xinh đẹp, Từ Tịnh Lôi còn là người thông minh, nhiều tài lẻ, đã làm đạo diễn không ít dự án phim. Và Lý Canh Hy chính là học trò cưng của Từ Tịnh Lôi. Lý Canh Hy có dáng vẻ rất dễ liên tưởng đến Từ Tịnh Lôi khi còn trẻ, với nét đẹp tươi tắn, thông minh và hoạt bát. Được biết, cha của Lý Canh Hy quen biết Từ Tịnh Lôi và đã giới thiệu con gái của mình cho cô. Chính Từ Tịnh Lôi cũng cảm thấy Lý Canh Hy có khí chất giống mình thời trẻ nên đã nhận vào công ty và dốc lòng đào tạo cho cô gái trẻ sinh năm 2000. Sau 10 tháng huấn luyện, Lý Canh Hy có trong tay vai diễn chính đầu tiên trong Bạn Học 200 Triệu Tuổi. Sau đó, Lý Canh Hy tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án được chào đón như Tiểu Hoan Hỉ, 20 Bất Hoặc, Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Kể từ khi bước chân vào làng giải trí, Lý Canh Hy đã nhận được nhiều dự án phim lớn. Công chúng cho rằng đây là công lao nâng đỡ từ nàng đại hoa Từ Tịnh Lôi cùng bối cảnh thần bí của cô. Lý Canh Hy có thể không nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Châu Dã nhưng khoản tài nguyên của cô chắc chắn vượt mặt hai đồng nghiệp này. Hơn nữa, sau thành công của bộ phim Mùa Dài Đằng Đẵng chiếu năm nay thì năng lực của Lý Canh Hy cũng được công nhận, nếu cô tập trung đi theo con đường thực lực thì không cần phải lo lắng gì nhiều. Phạm Băng Băng, Bành Tiểu Nhiễm. Giai đoạn 2017, Phạm Băng Băng đã nâng đỡ Bành Tiểu Nhiễm và giới thiệu cho đàn em vai nữ chính trong dự án Đông Cung. Nhưng Đông Cung chưa kịp lên sóng thì Phạm Băng Băng đã bay màu khỏi showbiz, thành ra Bành Tiểu Nhiễm phải tự lực cánh sinh. Chính vì thiếu đi sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên nghiệp, nên dù có danh tiếng tốt sau Đông Cung nhưng Bành Tiểu Nhiễm vẫn khó bước lên được đỉnh cao trong sự nghiệp. Sau Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm có cơ hội đóng chính trong một số dự án nhưng không thành công, sự nghiệp của cô trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2022 khá trông trênh. Đến khoảng cuối năm 2022, Bành Tiểu Nhiễm ký hợp đồng với công ty Thái Dương Xuyên Hòa. Dưới sự hỗ trợ của công ty mới, sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm dần có dấu hiệu khởi sắc trở lại.
Cuối năm 2023, bộ phim Điệp Chiến Dân Quốc Họa Mi của Bành Tiểu Nhiễm được lên sóng và đã gặt hái được nhiều thành công. Với tỷ suất người xem rất cao trên kênh CCTV8, thành tích này đã giúp Bành Tiểu Nhiễm bước vào nhóm những tiểu hoa thế hệ 90 có thực tích truyền hình tốt nhất. Hiện tại Bành Tiểu Nhiễm đang hợp tác cùng Nhậm Gia Luân trong dự án Phượng Hoàng Đài Thượng. Dự kiến đây sẽ lại là một bộ phim siêu ngược tâm đối với mọt phim ngôn tình trong năm 2024 này. Bạn có suy nghĩ như thế nào về người kế nhiệm hiện tại của các đại hoa đán và tiểu hoa thế hệ 85 của làng giải trí Hoa ngữ? Theo bạn, nữ diễn viên nào trong danh sách này sẽ có tương lai rộng mở nhất? Hãy chia sẻ với mọi người ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. See you!